Rồi, hôm nay bên mình bán xe cho anh khách ở Thủ Đức nè. Rồi, anh ta kêu xe chở về luôn anh em. Rồi, nhìn nè, bán xe về Thủ Đức nha, Master 3 về Thủ Đức cho anh trai nha. Đó, có thùng xe, có anh có xe chở về luôn, không cần bên mình ship nha. Đó, đây anh em xem. Đó, xe này là chuyên chở xe luôn. Đây, xe này là về Thủ Đức. Đây. Đấy, anh em nào cần mua những dòng xe nào thì cứ việc liên lạc cho bên mình nha. Bên mình rất là nhiều xe và ship xe đi cấp tỉnh cho anh em mình luôn. Đó, đưa xe về cho anh em luôn. Đó. Đấy, cảm ơn anh em nha. Hẹn gặp lại anh em mình video sau nha anh em. Rồi, chuẩn bị đưa xe lên. Đấy, rất là đơn giản. Master 3 về. Rồi, cảm ơn anh em.